thì các bạn, chào các bạn đến với trận đọc mình. Thì hôm nay em sẽ cùng nhau tiếp tục với Stickway Legacy. Thì trước khi bắt đầu chơi, bạn hãy dùng like xin nha. In the world, in the mortar. Hãy trả lời đây như này. What the hell? Oh my god. Thay vì là phù thị cũng được, em là cai cũng nhé. Ok chưa? Ok chưa? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ui zombie, bù. Vua zombie. Proud of their unique okay, craft. Okay, they have become a point of worship. Yeah, worship. Turn read. Ơi sai. Ching. Ching. That their way of Sing. Life is the okay, only way. Okay, chưa. To teaching their policies to all other nations. Dựng tượng như vậy. Okay, chưa. Okay, chưa. Intervention. Or as you intervention. War. War. Chiến tranh. The others are known as okay, chưa, okay, chưa. The way of the sword rock. So what the way of the sword. Way of the sword. The way of the knife. Nhân. The way of sao the mà đỡ được? Sao mà đỡ được? You mình là một người lãnh đạo của đội quân. Your way okay, is chưa. It's a mission. Cho weapon ấy, xài vũ khí, không cần thần khí. What the hell? Sao chúng mày dám đánh tao? Sớ luôn đi em ơi. Sớ luôn. Ok chưa, ok chưa. In the fan, first, and obtain the technology. Rồi, take on the gì? Yeah. Mày, sớ luôn. Tại cả giáo zombie đây. Ok chưa. Nào, đội quân của chúng ta đây, em ơi, hơi phèn tí. Ok. Thì mình sẽ quýt ra này. Chơi nha. So what of counter? Sẽ bắt đầu cái này các bạn. Rồi, được rồi anh em ơi. What the hell? Sao chúng nó lại như thế này? Sao trông nó lại như thế này? Wow. Con này chơi khôn vậy. Ok, chúng ta lần này nó vượt ái. Nhưng mà chúng ta sử dụng zombie. Mình có thể chờ những con zombie mà mình muốn. Từ con này để mình cho các quân ra. Chờ nó ra. Cái lũ zombie này nó đi nó hơi chậm tí em ạ. Đấy, nó hơi bị suy dinh dưỡng một tí em ơi. Ok. Chờ quá à. Được rồi. Lên. Về zombie nhanh nhanh. Liệu có thể cân năm được không? Ôi giời, zombie đi chậm vãi nhưng mà giờ nó mới ra đây. Vào à? Đi chậm vãi. Ôi giời, để phải đi thế thì phải đi nhưng mà. Không sao. Bốn cân tất. Vào đây mang tao. 4 cân tất, 1.000 đam. Ô, khiêu chiến u. Cái gì vậy? What the hell? Ô, mình còn chưa làm cái gì cơ mà. What the hell? Lại con này. Đây là mega kill à, con này căng này. Đây là những con phù thủy con này. Con trời, con rung cầu cần ai cả. Ôi sợ nhờ. Nào, vua zombie. Ok, chờ vua zombie nhưng mà. Nào, vua zombie có thể chờ hồi à. Người chờ hồi zombie là giúp vua zombie. Vua zombie tấn công. Siêu. Mày nhờ đợi con zombie ném xa. Zombie bình thường, zombie ta lằng. Ok, chờ. Solo, ái à. Solo thích tiệm sẽ ui đông vậy. What the hell? Nào chờ thêm nhưng mà vua zombie thì mình sẽ điều khiển vua zombie để tấn công nhưng mà đâu rồi. Nào, chưa. Mày nhờn. Ok chưa. Người thành công sẽ đi diệt gốc trước em nhá. Mình diệt tận gốc trước em ạ. Châu vật. Ui. Con phù thủy trời châu vãi em ạ. Ôi không ổn rồi. Con trời châu quá. Ok chưa con ơi. Ok mình sẽ bấm nút này nhá. Xong rồi này. Bấm nút này này. Xong rồi đập một phát này. Ui trời ơi. Tuổi tôi ngăn con ngay. Ôi quên đang ở dưới này con ơi. Ok chưa. Mình sẽ cho con này xử hết con dưới này đã. Ok chưa. Ui. Lần đầu tiên đấu với một bọn đang chờ hỏi giống như vua zombie. Wow, khó thật. Nó đánh trượt hẹo luôn em ạ. Wow. Chơi luôn. Đấy, mình sẽ sử dụng zombie để hoàn thành nhiệm vụ ư mà. Ok chưa. Mày đòi chờ hồi ai? Ok chưa.
Được rồi. Mình sẽ bấm vào bia bô ăn. Xem nào. Cái bàn này à. Rồi. Để xem nào. Mình sẽ chơi. Sẵn là một con zombie giáo thì mình đã có được nguồn lực mới. Zombie dẻo. Zombie dẻo con ơi. Vua zombie. Ra đi vua zombie. Ra đi vua zombie. Mày solo. Mày muốn chơi. Đường anh đi có quý nhân phù hộ. Được rồi. Đường anh đi có quý nhân phù hộ. Mày solo. Cũng đừng đấy. Lại gì zombie con ơi. Mày vua zombie. Tại sao lại zombie. Lên. Mày chơi. Mày muốn chơi. Mày muốn chơi. Anh em đâu lên. Đùm. Nhờ này. Siêu. Oh no, bọn này bắt đầu gọi. Mình sẽ vua zombie đi đầu là hơi căng đấy các bạn. Kiểu giống nam khỏe phết anh em ơi. Không sao, zombie tăng là. Tuổi có ngăn con. Đấy, đường anh đi có quý nhân phù hộ mà. Lên. Để chủ đề anh em ơi, để chủ đề. Mình sẽ cảm ơn. Mình muốn được khỏe. What the hell. Vua zombie, one hit one kill. Anh em ơi. Tiếp này. Free with để xem nào. Ai à, này bọn này chê giáo à. Sợ nhầy. Ai có cả jungle canine kìa. Sao. Zombie sinh ra. Chờ thêm một đám lắc chót đi theo anh em ơi. Thêm một đội quân ta lằng nữa. Ok chưa. Này thủ thôi, tạm thời thủ bọn ơi. Thôi cho quân lên đây bọn ơi, không một kia đông lắm. Một kia khỏe lắm anh em ạ. Một kia khỏe lắm. Nào chúng ta chỉ cần đầu tiên là zombie phải đấy, vua zombie ở nhà cho nó sinh ra thêm quân ơi, đấy chịu gọi thêm ra xong lại không ổn anh em ạ. Cho quân thêm ra xong lại không ổn. Zombie giáo chắc bằng này đúng rồi, trời ơi zombie ta lắng ưu, ta cho ngươi Pokemon ta cho ngươi. Mày nhờn. Chiến tranh rồi anh em ơi, chiến tranh đang xảy ra. Lên. Nào. Mày muốn chơi anh em ơi. Trời ơi. Theo. Được rồi. Tiếp tục bên này. Đấy xa. Ý gì ngay. No Man Land. À, vùng đất người khổng lồ à. Ê dạ. Có bọn. Người bình dân à. Sợ nha. Sợ quá anh em ơi. Ok, lần này cũng sử dụng một loại zombie thôi. Nó chỉ là zombie tăng. Tân lực. Nào anh em đâu lên cắn quét. Đấy mình cũng đưa con lên luôn rồi. Anh em đâu lên cắn quét nào. Cắn quét đi. Mày đập phát 1000 đam đi còn nhớ. Không phải ít đâu. Wow. Giờ bắt chết 3 con luôn. Wow. What the hell. À này chói gì đây. Láo thật. Dám phết anh à. Tinh. Ok, nâng cho này lên. À, tiếp tục bên này. Hình như bàn này mình không có triệu hồi được sao này. Hình như bàn này mình không có triệu hồi được bạn ơi. Có nhỡ. Cái gì vậy. Win luôn à. Ok. Để chợ nếp đây bàn này này. Lần này bàn này mình chỉ dùng một loại thôi. Đó chính là dùng zombie chất độc. Đấy. Để cho vua zombie thiền sức mạnh của mình nữa. Chứ không như bọn kia nó đông quá. Thế bọn kia nó lên đánh trước rồi, thua zombie đi, không có tới anh em ạ. Chết mẹ, chờ nhầm con anh em ạ. Với một đội quân chất đồng đi theo, chả lẽ lại không thắng được em nhỉ. YOLO. Chất đồng đôi nhầm đâu, ném đi. Mau zombie, một giấm một mạng này, còn này sao mà ăn được. Ui giời, một giấm một mạng như này, vua zombie. Một zombie ném chất đồng, nó ném xuống. Bọn này nó ném xuống đất anh em ạ. Thế thì làm được cái mẹ thì cô. Nó ném xuống đất thì làm được cái mẹ thì anh em. Ôi dồi ôi, nó ném xuống đất. Không sao. Nhìn các quân mà. Thế vãi hò, nó ném xuống đất anh em ạ. Vậy thì làm được cái gì. Không sao anh em ơi. Mình sẽ chờ quân zombie ta lắng ra hỗ trợ đấy. Đường anh đi quý nhân phù trợ. Đâu rồi. Rồi con ơi. Tiếp tục đối với bàn boss của nhá. Ok.
Ok, bạn này, xem nào. Vừa vào phát là cái gì đây? Cái gì vậy? Sao vừa vào phát là bạn này? Bạn này hăng vậy? Vừa vào phát này hăng vậy đã? Không thật đấy. Ok, chưa, cái chữ cũng hăng, cũng kinh. Cũng kinh em ơi. Ok. Solo. Ôi, nó chơi xung cầu cửa nai em ơi. Chơi cả phù thủy. What the hell? Thôi, chị bắn vậy. Thôi. Người cho con mình về trước. Đấy, cho mấy con này lên trước em ơi. Hơi căng. Mày định ghép tao đến trường chết à? Láo thật. Ok. What? Má cái thằng fake này khỏe vậy. Ôi, nó đập. Ôi, chết mẹ rồi. Thôi, xong rồi. Thằng fake mà khỏe quá. Ôi là của anh, làm hiệu anh, nhanh mấy hiệu chú rồi. For the order empire. Theo. Just now. Mình sẽ ra cái xác này và mình chú ý cái xác này đi mình. Headshot. Oh no. Ôi trong khi bọn này đang đánh nhau thì con này hiệu. Ôi trời, mission complete. Theo. Ok, con ơi, thôi chắc mình được các bạn để lại ở live ký nha. Thôi, tạm biệt các bạn. Bye bye.